Chào các bạn, ở đây mình đang có một cái xe lăn thông minh. Cái xe lăn thông minh này thì sử dụng cái bo mạch chủ điều khiển Galileo của Intel. Thì về bản chất đây là một cái xe lăn bình thường, xe lăn điện cơ bản ở Mỹ thôi. Tức là chúng ta vẫn có một cái cần để chúng ta điều khiển. Và ở đây thì một số bạn sinh viên đã độ ra. Đó, các bạn bổ sung thêm, ví dụ như các bạn bổ sung thêm cái tablet hoặc là bổ sung thêm cái điện thoại ở bên tay trái, và các bạn sẽ điều khiển từ đó. Thì cái tablet này nó đang sử dụng một cái giao diện mà các bạn đó phát triển của tổ chức freedomchess.org. Thì cái giao diện này có gắn thêm một số cái cảm biến vào cái ghế đó. Đây là cái cục pin, thì gắn thêm một cái cảm biến vào cái ghế để làm cho cái ghế có thể đọc được một số thông tin về nhiệt độ, nhịp tim hay là độ ẩm của cơ thể của người ngồi ghế. Đây là cái phần mà họ độ là đằng sau. Thì đằng sau chúng ta sẽ có một cái bàn điều khiển. Cái bàn điều khiển này sẽ cho phép điều chỉnh tốc độ hay là cái chế độ nghiêng của cái ghế để người ngồi thoải mái hơn. Ở phía dưới này thì họ độ thêm, chúng ta có một cái mạch điều khiển. Cái hộp này chính là cái bộ điều khiển chính của cái thiết bị. Thì bên trong đang sử dụng một cái bo Intel Galileo. Ngày xưa thì chúng ta có thể dùng bo Arduino, thì tùy theo chúng ta. Phía dưới này là cục pin để cung cấp điện cho cái bộ điều khiển. Thì cái ghế này là ghế điện nên nó đã có pin sẵn rồi và có động cơ sẵn. Chúng ta chỉ phải bổ sung thêm một số cái thành phần cơ khí như vậy thôi, không có nhiều. Và cái chi phí để làm một cái ghế từ ghế bình thường thành ghế có thể điều khiển được là khoảng dưới $300. Chủ yếu là mắc tiền phần mềm để lập trình. Rồi, xin cảm ơn các bạn.